tiếp tục công việc anh chị ơi. Lô đất mình nằm trên đường này nhá. Đây lô này. Lô này. Ngang 7,5 m, dài 20. Trời ơi, xây nhà vườn thì quá trời đẹp luôn. Quý anh chị thấy ô tô chạy ngoài kia không? Quý anh chị thấy cái chung cư đó không? Đường nó đường vành đai 3 đó quý anh chị. Đó, đường chạy phía ngoài ô tô đó, xe tải, xe container đó, đó xe lớn đó. Đường này đường vành đai 3, đường Mỹ Phước Tân Vạn. Chỗ đó đó quý vị ha, đất mình thì đây, đất mình thì mặt tiền đường này. Đường trong khu dân cư, khu này khu khu tái định cư Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu tái định cư Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quý chị nha, hay còn gọi là khu dân cư Châu Thới quý chị nha. Đó, khu này là khu khu tái định cư của làng đại học á, khu tái định cư quý chị nha, khu tái định cư của làng đại học quý chị ạ, quý chị lưu ý giúp em nha, chứ không phải là khu làng đại học nha, có nghĩa là cái khu này là khu tái định cư của làng đại học. Cái đường này nè 16 m, tổng cả cái đường này nó to quý chị nha. Ở trong đây tùy theo đường, có đường 12 m, có đường 16 m. Đường này là đường lớn, đường 16 m. Đường 16 m là đường lớn anh chị nha, đường thông nha, đường thông hai đầu thông bình cờ nha. Anh chị mình cần tìm đất ngang 7,5 m, dài 20 để mà xây biệt thự, xây nhà vườn, xây kho xưởng vân vân á. Nói chung ở đây là đất tái định cư nên là anh chị ạ, mình xây là xây tự do ha. Mình tùy xây theo gì, mình mong muốn xây nào cũng được, tại vì đất tái định cư, đất xây tự do. Rồi, phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Anh chị cứ xem video của em Hải đi, xem xong video là biết đất ở đâu, biết giá bao nhiêu và biết hết thực tế giống như anh chị đang xuống đây xem này. Anh chị chỉ cần bỏ ra vài phút thôi là anh chị xem xong video một lô đất đó là anh chị giống như anh chị đang ở đây xem đất luôn. Đỡ mất công xách xe đi, mất công lắm quý chị ơi. Xem xong nha, xem xong thấy hài lòng, thấy ưng ý nha, alo ngay em Hải, số điện thoại góc trái màn hình này. Alo em Hải xong á, ở trên cái video này nè, em có đăng lên á là em có ghi cái trên cái tiêu đề đó quý chị, là có cái số thứ tự của video á, có cái số thứ tự của video á, anh chị báo cho em hỏi anh ơi, Hải ơi cái số thứ tự đó còn không, hoặc không thì chụp lại cái màn hình cho em ha. Đó, hoặc không thì nói Hải ơi cái lô đất ngang 7,5 m, dài 20 còn không, là lô này này đó, thì em sẽ báo cho anh chị mình là còn hay không, và nếu còn thì em gửi sổ này, gửi hình ảnh thực tế này, gửi vị trí thực tế này để cho anh chị mình biết đất ở đây này, biết sổ sách giấy tờ như thế nào này ha, được thì lúc đó anh chị mới đi xem nhá. Đó, phương châm của em Hải là review đúng đủ chính xác minh bạch công khai, nên là anh chị ơi xem video của em Hải em nói với anh chị mình quá tuyệt vời. Không, em nói thiệt, ở trên thị trường không biết ai review như nào, em không biết, phương châm của em Hải là review đúng hết, điểm mạnh điểm yếu phân tích ra hết biết gì ạ, để cho anh chị mình xem xong á, anh chị nào mà phù hợp thì mình mới đi xem, đỡ mất thời gian của anh chị đấy. Vì bây giờ ai cũng bận mà quý vị, đâu có ai đâu rảnh cái mà cứ xách xe đi xem đâu, đúng không? Mình phải xem thực tế trước, mình phải xem video trước, mình phải xem hình ảnh trước, nếu mà được thì mới đi xem, phù hợp mới đi xem, còn không phù hợp thì thôi. Rồi, đường vành đai 3, em nói lại cái đường vành đai 3 một chút xíu. Đường Mỹ Phước Tân Vạn hay còn gọi là đường vành đai 3. Cái đường vành đai 3 này quý anh chị biết không? Nó là một cái đường mà kết nối các cái tỉnh và thành phố khu vực Đông Nam Bộ này. Đó, quý anh chị thấy kinh khủng không? Cái đường vành đai 3 này, mục đích mở ra là để kết nối Bình Dương này, Đồng Nai này, thành phố Hồ Chí Minh này, Long An này. Đó, thấy chưa? Quý anh chị thấy mê không? À, nó kết nối các cái tỉnh và thành phố của khu vực Đông Nam Bộ mình nè. Đó. Trước tiên là hai cái tỉnh mà có tầm ảnh hưởng lớn là gồm Bình Dương và Đồng Nai rồi ha. Ngoài ra quý anh chị biết không? Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Một cái thành phố trực thuộc trung ương luôn ha, để phát triển về kinh tế. Có nghĩa là cái tuyến đường em đang nói về cái tuyến đường vành đai 3 này. Nói chung là anh chị mình mà biết cái đường vành đai 3 này thì anh chị sẽ hiểu ha. Em chỉ nói vậy thôi ha. Có nghĩa là đây là một cái đường để mà kết nối rất tốt luôn. Lô đất này thì phù hợp cho anh chị nào mong muốn xây tự do. Phù hợp cho anh chị mong muốn tìm đất tại thành phố Di An nhưng mà gần làng đại học, gần Thủ Đức. Chỗ này qua làng đại học 2 km, qua thành phố Thủ Đức, nếu mà chạm đất thành phố Thủ Đức 3 km gọi là chạm đất nha. Còn nếu mà về tới cầu vượt Linh Xuân á, cầu vượt Linh Xuân mà ngay đầu đường Phạm Văn Đồng đó quý vị, 6 km. Anh chị ơi, đúng chính xác 100% luôn. Nếu có lệch thì chỉ có lệch 100-300 m thôi ha. Mình vẫn phải có sai số chứ, để mà nói tuyệt đối 100% là không dám. Nhưng mà anh chị ạ, em đo rồi, em đo hết rồi ha. Em chạy xe em cũng đo rồi, em đo bằng công cụ internet mạng, trên mạng em đo hết rồi ha. 6 km thì anh chị cho chênh lệch khoảng 5-10% gì đó đi. Đấy. Mình chạy thẳng đúng một cái đường quốc lộ 1K thôi, đúng một cái đường quốc lộ 1K đó thôi ha. Một đường thẳng quý chị nhá. Cái dự án tái định cư Đại học Quốc gia này quý chị này, cái chỗ lô đất em đang quay cho anh chị mình này, là nó ngay giao nhau đây, đường Mỹ Phước Tân Vạn hay còn gọi là đường vành đai 3, nó giao nhau với đường quốc lộ 1K. Đó. Ngay ngã tư đó nhá. Anh chị mình cứ tìm là ra nhá. Đó. Là đất mình nó ở đó. Còn ngoài ra nếu không á, anh chị mình ơi, đây. Chùa núi của chùa Châu Thới đây nhá. Chỗ này gần với núi chùa Châu Thới. Này. Quý chị nhá. Núi chùa Châu Thới. Đó, chỗ đó lại đó cũng 500-700 m đó quý chị ha.
Đó, ý em nói là cái khu dân cư này nằm ở dưới chân núi của chùa Châu Thới. Đấy, ở đây là phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Ở đây là phù hợp cho anh chị mong muốn tìm một lô đất rẻ đẹp với bề ngang 7,5m là điểm cộng. Một con đường siêu to khổng lồ là một điểm cộng để cho anh chị mình có thể xây nhà vườn, kho xưởng vân vân, hoặc đầu tư anh chị nhá. Tại vì những cái thế đất mà 7,5m dài 20 ở thành phố Di An mà khu dân cư đường to như thế này này là nó không có nhiều ha. Nó chỉ có cái khu này thôi. Đó, rồi. Quay lại vấn đề cái lô đất này, lô này hướng đông bắc, lô này 150m thổ cư hết. Lô này đường thông, lô này bây giờ chính chủ đang kêu bán 4,2 tỷ. Giá còn bớt, giá còn thương lượng, giá mua bán chắc chắn sẽ còn dưới giá này. Nếu anh chị nào thấy phù hợp lô đất này hãy gọi ngay cho em Hải bất cứ lúc nào nếu anh chị mình muốn. Lô đất này anh chị nha. Từ cái cột điện đó qua cái gốc cây này này, còn từ cái gốc cây này mà qua cái xưởng bên đây người ta đã cái kho bên đây là bỏ nha, cái này bỏ này. Lô mình nha, lô số 11, quý anh chị thấy số 11 đó không? Đó. Cái bên đây bỏ nha. Ở đây mình xây kho xưởng, xây nhà tạm đồ được luôn anh chị nha. Đây, lô này, hướng đông bắc. Anh chị nào mà thấy phù hợp gọi ngay cho em Hải bất cứ lúc nào, 24/24, nếu không thì cứ nhắn tin, nếu mà gọi mà em Hải bận á, lỡ mà bận em sẽ gọi lại cho anh chị mình ha. Còn anh chị ơi, muốn đi xem đất, muốn đi xem nhà gọi trước cho em tầm 15-20-30 phút là điều tuyệt vời. Còn nếu anh chị mình muốn mà gọi ngay thì cũng được, không sao ha. Cứ gọi ngay em Hải sẽ sắp xếp và dẫn anh chị đi xem. Còn để mà chu đáo hơn, để mà tuyệt vời hơn thì anh chị vui lòng cho em Hải khoảng 15-20 phút gì đó ha, để em Hải sắp xếp. Tại vì nhiều khi mình cũng đi dẫn khách, đi review rồi đi chỗ này chỗ kia đó quý chị ha, đi hỗ trợ khách hàng mua bán công chứng vân vân đó, ví dụ vậy. Rồi, rất cảm ơn toàn thể quý anh chị đã lắng nghe lô đất giá rẻ em Hải chia sẻ và đẹp, em xin cảm ơn.